con ở đây, tại cho con ở đây cái chỗ mà để mình đi ra đi vô rộng rãi thầy. Thì biết là quý gì vô. Nói vậy thôi cũng cầu nguyện cái được thì tốt. Không có lạnh không? Không lạnh. Không lạnh thì nghiêng nghiêng chút cho nó mát. Ngay tóc bạc rồi nè, hết mất tiêu rồi. Thầy chuẩn bị mất tiêu trở lại. Thầy có gì là cái thầy. Tám chín chục tuổi rồi còn gì nữa thầy không? Hết. Giờ cái tuổi này chỉ ăn rồi chờ chết thôi chứ không làm gì thôi. Có làm gì nữa ít không ít gì nữa. Bởi vì xây cuộc sống như vậy thế thì vô ít rồi trời. Không có đâu. Còn sống mình làm cái này kia rồi. Nhưng mà được ra người quý lắm, của phải ráng cho nó tròn. Được sinh người là quý lắm. Nó làm từ từ nè. Dạ. Từ từ mới cái mùa cái dầu đó còn. Dầu ở đây. Được kiếm đây. Cái dầu. Cái cơm. Cái dầu trắng trắng thầy thế. Mấy cái mùa nhạc thì nó thoát. Dầu này thì nó cũng được mà nó nóng. Nóng sao rồi, nó thấm đi. Nó đều xanh, nó nhỏ rồi. Cái người kia rồi. Thì nó hôm cô đau quá cô. Cái này là dầu nóng rồi phải không? Dầu nóng. Ráng đừng giận đừng buồn. Dạ. Là khỏe nhất. Thế là chạy đi giao bánh. Mà gió nó mát nó mừng gì đâu. Dạ. Nó dịu nó chạy chậm 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 ở lòng nó phơi phới phơi phới. Còn mặt trời nóng quá chứ không nổi cô ơi. Dạ. Rồi bây giờ bởi vì nó thiệt nói với cái gì cá chứ. Lỡ cái thân tướng nó béo rồi. Mà nó mát mẻ thì con người nó khỏe. Dạ. Chứ còn ở đâu mà giờ mèo con mấy con mèo nó nhiều quá mèo quang đó thầy. Dạ tối cái nó kêu rồi tối nó làm rột rột cứ mỗi lần tụi con ở đây như vậy đó trời mèo quang nó tiếp ở đây 18 con. Nó kêu rồi sau cái mùa mấy mùa lạnh chết hết trơn bây giờ còn có mấy con. Mai là bữa nay người ta không ăn thịt đó nha. Dạ. Tới Việt Nam là thôi đâu còn con nào. Nam chim đỏ bắn hết trơn. Còn gì thì cũng được. Nên bên đây không có cái giá trị của nó hết trơn thì giá. Ta bảo vệ chứ đâu phải như bên cạnh kia mình đói quá hồi cuối lên tắt. Người thì biết rồi. Bên đây thấy mấy người đi mấy học trò bắt cười. Đi tới học một cái bạn dù đi câu cá. Yeah. Mà thôi kệ ta ngoài đời mà. Nói mấy cô đi câu được cái đi lượm ta bỏ nó trời câu. Cá câu chơi giống như người ta đi câu chơi rồi cua rồi nhỏ nhỏ nó bỏ vậy đó cụ. Dạ, không nhận bên đây sao mà quá trời dư vậy mới. Còn chỉ con cá mực con cá gì người ta mới ăn. Còn con cá mà thường thường ta bỏ thì mới cô đi xin. Xin nó chỉ có khi xách về cá xô vậy đó. Về mới cố ăn hả thầy? Dạ thì ăn chiên rồi ăn vậy đó. Dạ. Mấy cô bạn nói chuyện nha rồi đó. Thở riết rồi ngồi nói chuyện câu cá. Vui vậy có nhiều người câu thì nó ăn. Yeah. Có nhiều người câu nó không ăn cái đi xin nó mới người câu nó cho quá trời dư cá tôm mà còn chài lên một cái là mấy con tôm nhỏ nhỏ lên đi bỏ đó. Mấy yeah. Con tôm mà tôm gì mới ăn còn tôm rồi sao còn biển ở Mỹ này quá trời cá tôm á. Bởi vì nó có cái sự bảo vệ đó thầy. Cái mùa mà cá nó đẻ thì sinh giải phải cấp nó đâu có cho. Nhưng mà phải cái người mà có cái license mới được câu nha. Yeah. Không có lai sình không được câu á. Dạ. Bởi vì mình thấy mình có phước thì mình sống ở cái đất nước thì vậy nó đỡ quá chứ không dễ. Để bất cười đó tại nói, ủa, tại tôi ăn chay gặp nó tôi, nếu mà người nào ăn mặn thôi, cô nó thiếu gì thầy, đi cá nó bỏ, mình là, nó ra phải là bỏ trên bờ. Họ câu rồi họ bỏ xuống nước. Nhưng yeah. Mà mình xin họ cho
Nhưng mà mấy con cá đó thì nó không nhất thiết là phải bao nhiêu gram, yeah. bao nhiêu gọi là bao nhiêu trọng lượng. Yeah. Còn mà có loại cá gì nó quý thì phải bao nhiêu trọng lượng. Vậy mà cảnh sát họ đi kiểm tra hoài đó nha. Yeah. Đúng con cá đó là phải bao nhiêu trọng lượng mới được lấy. Và cái người phải có cái giấy license mới được câu. Thầy nói là chủ nhật thầy sao có chung tình vậy hả thầy? Dạ không. Chủ nhật thì người đời thì ta lo nghỉ ngơi, người ta ngủ chùa, thì lo cúng kiến, tôi nửa chùa nửa đời. Dạ. Chúng ta có làm vậy cũng sướng chứ thầy, có vậy gì nó rất thời gian. Nó cực là một tuần hai cái ngày học của bà con, yeah. của đồng hương đó là thứ tư thứ bảy rồi thôi cũng như tu rồi. Bây giờ ta học tiếng rưỡi đồng hồ cũng như tụng kinh rồi đó. Yeah. Vì trong thời gian học đó ta chú tâm ta học đó, ta không nghĩ ác, ta không nghĩ gì điều sai. Còn thầy giáo cũng khéo léo, ông dạy những cái điều hay lẽ phải. Dạy tiếng Anh là ta nghĩ như là tu rồi đó của. Yeah. Chứ giờ gõ mỏ tụng kinh làm rằng 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 tán tảm mì ầy, nó cũng chưa chắc là thanh tịnh phải không? Yeah. Thôi tôi nghĩ vậy thôi, cái họ về họ cũng lên họ xá Phật rồi xuống họ học xá Phật coi nhà họ cũng tu được cái gì đó. Ừ. Đó chính Phật mà thế nên điều khi thấy những nơi mà dành từng cái tín đồ thấy mệt đó, giờ tôi không có dành ai chứ ai tới thăm mình nói chuyện đạo rồi nghe 5-30 phút rồi về vậy thôi. Dạ. Rồi thấy vậy mà đã sẵn thôi. Dạ. Không tranh giành, không đấu đá, không dạ. có giành tín đồ. Mình nói gì nó thực tế rồi cho tay cho đừng có dạ. Đạo quá không được. Vợ ta chung thủy vợ chồng. Dạ. Hiếu thảo cha mẹ rồi giữ cái tâm cho nó hiền lành. Đó là cái quan trọng lắm á. Dạ, rồi đừng có mê tín dị đoan rồi vậy cái ta thấy khỏe. Dạ. Con thấy thầy với thầy vậy thầy cái thân không có chùa gì nhưng mà thầy làm như vậy toàn hữu ích không con thấy hữu ích còn hơn mà mấy chỗ khác nữa. Hôm nay là mình sống ở đất nước tự do, mình làm được những gì nó lợi ích cho người thì đều có sự đều được thoải mái. Thấy thầy đi đi phát bánh mì rồi cho người ta ăn này kia rồi thấy thầy vậy. Đám đó giờ không biết thầy không? Thầy biết chứ, mấy đám hôm nay, mấy người hôm bé ở ngoài chợ, mấy chợ biết hết thôi nè. Dạ. Thấy cái đó ông thầy Di Lạc kìa. Ông thầy gì đó Di Lạc kêu, dạ. Họ kêu ông thầy Di Lạc kêu, họ kêu ông thầy ông Địa. Dạ. Nói có dạng ông thầy được đó không? Chừng nào có cho. Ủa, người Việt hả thầy? Dạ. Người Việt hả? Hỏi ra phải mấy người hôm nay ở ngoài Liên Xâm Quýt chứ yeah. mấy cái chợ là người Việt luôn. Yeah, rồi còn người Mễ đâu nói chuyện mình người Mễ gặp mất cúi đầu chào thôi. Cái cúi đầu chào cũng là cái chào người Mễ biết hết á. Bởi vì thường thường cái cho trong chợ đó. Yeah. Cho trong chợ cái nào cái mấy người Mễ làm mà đóng đó họ lấy ăn. Chứ trưa họ đâu có được, họ hà tị, họ đâu có ra ngoài họ mua nhiều được. Mà mấy người Mễ họ làm nặng họ ăn nhiều lắm. Yeah. Cho những cái họ gặp họ mừng lắm. Cũng là cái lối mình truyền về cái đạo mình đấy chứ. Dạ. Chỉ kêu thầy rồi Bồ Tát. Chứ làm ở chợ á, tôi nghĩ nó xin lỗi có chín đồng giờ. Chín đồng mà làm đâu có nghỉ tay đâu cô. Dạ. Nào rau, nào cải, nào khuân, nào giá. Mà rồi chín đồng mà làm nó đâu phải được suốt đâu. Người làm có khi 6 tiếng, người làm 5 tiếng. Bởi vì đông quá phải chia ra. Dạ. Mà thí dụ như 5 tiếng thì được có 45 đồng rồi. Mà nếu mua hộp cơm là 13, 14 đồng rồi. Nó thành ra buổi sáng, buổi trưa, chiều, chiều nổi. Cho nên là khi cho thì cũng mừng lắm. Sáng rồi hồi nhìn thấy thầy bắt rồi hồi nước lên bị chứng phục. Quý mến rồi theo. Ừ. Cho được ăn sống thì hay lắm. Rồi. Nó mắc cười. Thế nó quen thì giờ cái xe trời đó chạy muốn đậu đâu đậu. Mấy anh bảo vệ cũng không nói gì. Chứ họ mới á, họ bắt phải đậu chỗ này chỗ kia. Giờ không phải là mình đậu tầm bậy.
nhưng mà giống như là nó ưu tiên vậy đó, nó không có khó khăn với mình. Thậm chí chợ Phước Thao đây cũng vậy nè, chợ Phước Thao có hai ông người Việt mà của hai ông mà không thỉnh nhau ở cũng khuyên ổng, ông thì thuộc miền Nam, ông thì thuộc giống như người Bắc mà Trung Trung ở Bắc gì thì không biết, nói cũng là Trung khó chịu thầy ơi, Bắc còn đỡ chứ Trung là khó chịu lắm. Thì ông miền Nam á thì ông qua với cái dạng là ông hồi xưa cũng đi lính, nhưng mà ông qua với cái dạng là con cái rước qua. Còn ông kia đó thì đi cái dạng mà gọi là vượt biên. Thành ra là hai ông cứ đấu nhau, mà mình người Việt gặp cái ông tâm sự trời rồi nghe này lỗ tai có cái gì đâu mà lấy bởi vì tôi đậu chiếc xe đó. Mấy ông mới gọi lại đó, thầy người miền Nam tôi nói thì nghe thầy vô thì gặp cái thằng đó đó vậy đó, gặp đó đó vậy đó, trời ơi thôi mình người Việt Nam với nhau ông ơi, khuyên ông vậy. Mấy thằng đó nó mất dạy lắm, nó là lính kia là nhái giả giọng với nhau rồi chửi với nhau thôi mệt quá. Ở đây thấy người Việt mình qua đây chắc nhiều khi thấy nó bất mãn vậy đó. Nhiều chuyện đó thầy, sống rồi sung sướng mà không biết yên. Không, mình nghĩ hai người làm chung cái chợ theo đã là mừng lắm phải không? Mà chợ Mỹ mà nó cho người Việt vô làm, hai người làm chung cái chợ thì đã nâng đỡ nhau vui lắm chứ. Sao kỳ vậy? Việt Nam về chợ nó vô nó đạp rồi thấy thời gian rồi là nhất là từ thầy lấy hồi đó mà đi làm tổ trưởng thì kia mà xác lên cái đám người Việt mình mới khó sống nhất rồi. Chứ còn Mỹ rồi không có đâu, tụi tôi làm hồ sơ thì mình làm thành như là cho thầy biết con làm báo thơ mà mày mỏi chân quá phải đứng chân trên chân dưới thì tôi cho tao không có mỏi, tới mấy Việt Nam nó làm rồi chứ, nhưng mà không tròn đâu, nó đẹp dẹp hết chứ lại đứng cầm vậy rồi ráng chịu. Nó mỏi rồi nó sang chút cho cụ đỡ lạnh không sao nó đẹp không được. Bởi vì nói thầy nói gì thì người ta khác nữa, người ta thương nhau lắm chứ, người Tàu họ thương nhau lắm. Họ đi đâu họ nọt nè, ôm sùm chứ không có giống người Việt mình mà cứ đi bươi móc cái nói xấu lẫn nhau. Tụi thấy cái phong trào nói xấu lẫn nhau thấy nó ngao ngán lắm. Thấy ở đây rồi còn vậy chặt chẽ. Mà không biết bao giờ mà có người không có ý thức mà đi mò cái quá khứ nói xấu nhau, ví dụ như cụ đi giữa hai ông lính với nhau đi. Hồi xưa nó đi lính vậy ví dụ cô thấy không? Mà trên đời này ai không có cái sai, mà ví dụ cái sai mà cái sai nào đáng sai, cái người Việt mình có tật ví dụ cái nhà kết đó thì nói cho to, rồi cái không có thì nói cho có, cho nên vậy mà riết là bây giờ ngay ở Cali á, trời ơi bây giờ nó giống như cái bãi chiến trường, hội này hội kia giờ nó đã bèn hết trơn, đâu ai nói ai được đâu. Cái sáng mình coi nhớ yên hơn thầy, cộng đồng người Việt mình rồi một thời gian rồi được cụ coi, bây giờ Cali qua đây rần rồi thời gian cũng có chuyện nữa, chuyện nó bị ảnh hưởng đó, ảnh hưởng nó đem từ bên kia qua, bây giờ giống như Cali đã nó lộn xộn rồi, giờ tràn qua bên này, nói vậy khác nào mình chơi với thì hồi xưa giờ thí dụ cộng đồng người Việt mình ở Cali là ai cũng nghe là ngon nhất phải không? Là Little Sài Gòn của những người tị nạn. Nhưng mà bây giờ nó túa nhau đi là nhất là qua Hilton này, cụ coi đoạn thời gian sùm nữa đây cụ. Ở đâu mà người họ bán nhà qua đây quá trời luôn. Cái nhà nào mà dựng bản vài bữa là hết à. Vài bữa là xong rồi. Nó rẻ đó cụ. Sao là thí dụ như cái am rồi vậy đi. Mà Cali nó khoảng hơn 1 triệu đô. Quá trời á. Bên đây nó giỏi chừng giờ, hiện giờ là chưa đầy 300 ngàn. Đúng không? Bây giờ bán một cái nhà bên Cali qua đây mua được một cái nhà bự gấp 3 lần Cali rồi. Mà còn phải được tiền để làm ăn nữa. Chỉ có cái nóng một chút thôi. Rồi Cali thì tương lai nó chịu động đất nữa cho nên nó nhiều cái. Ta lại ra đi. Mà rồi bây giờ bên bệnh đâm chém mà bắn nhau rồi cướp giật ghê lắm cụ ơi. Giờ nhiều lắm. Ở Texas thì cũng có nhưng mà nó đỡ hơn chút. Texas mà ở đây đỡ đâu có đây, thầy bất lâu lâu có một cái
ở Đức Minh ở đây kia nọ, bây giờ nó cũng trời nó ngộ nó vô nhà ta nó dọn tự nhiên vậy nè. Dạ. Tại sao nhà cửa giờ đi tối ngủ gì nữa, ngủ mà nghe rột rột cái phải khê, tại sao phải mình sợ gì, sợ nó tưởng đâu mình có của nó phá cửa hư mất công vậy đó, nghe rột rột phải bước chân xuống dòm tàn hắn cái là cho họ biết mình có trong nhà đó. Quá trời, bây giờ nó đâu nó đâu nó cũng nạn, bây giờ nó cướp giật nó bắn tùm lum hết trơn à. Không sao, kệ cứ để cho nó khó cái đầu để mát mẻ rồi làm nó thoải mái lắm. Thôi đừng có lo, còn bữa nào mà nóng bức nó sợ lắm. Nhưng mà từ đây sau khi dậu là buổi sáng nó dịu vậy nè. Dạ. Nó khỏe cho mình lắm cô. Mở cái cửa ra một chút thì là nó mát nó dịu thấy không. Dạ. Để hồi mình đi bộ mình kéo xuống mình phải có cái hơi vô vậy đó. Dạ. Lúc lại mà khỏe của anh. Dạ. Như thầy thấy cũng mệt lắm, nhưng thầy lẹ bây giờ cũng hay đi hiếp người mà. Thế giờ, bây giờ mà nếu trò là chậm nữa là công việc xong rồi. Dạ. Còn nghỉ 2 ngày là được ở nhà. Dạ. Cụ bà qua thấy đó, làm từ 4 giờ sáng tới 7 rưỡi tối. Dạ. Trời ơi, trừ ra khi nào có khách thì ngồi nói chuyện chơi với mấy cô, cho mấy cô làm thì ở không nha. Còn mà mấy cô mà bước chân đi chưa tới, còn bước chân về một cái là dọn. Chứ đâu có dám tội nghiệp, mấy cô đã tới giúp mình mà để mấy cô dọn nữa. Nhất là mấy cái tha, mấy cái xoan lớn, rửa đó là phải ra áo tay dài mà áo thun rửa mới được. Mà có khách thì mà áo thun hoài nó kỳ. Thế nên là hả mấy cô vừa về là trời cởi chiếc áo tay dài ra là bắt đầu tụi nhào dọn. Mai là cái nhà cũng không phải là bà lớn mấy, chứ phải bà lớn rồi chắc chết nữa. Sợ nhà lớn rồi. Sợ rồi, bắt đầu thấy cái nhà lớn sợ rồi, ở bao nhiêu mà dọn thế mà. Dạ. Nhưng bây giờ nếu mà giờ lúc này mà còn trẻ mà nhỏ quá thì Phật tử tới không có chỗ. Dạ. Ý là như vậy đó, tụi nghe bây giờ cái nhà để chơi tính ra trong nhà là 5 phòng, trong nhà 6 phòng. Hồi thưa mua có 4 à, mà làm thêm 2 nó thành 6 phòng. Ở ngoài là coi như là 3 phòng là 9 phòng. Rồi 1 phòng hiến là cái lớp học đó. Tính là nếu mà đủ là 10 phòng hay chứ đâu. Rồi bây giờ phải để một cái phòng VIP để rủi có khách khứa rồi đó. Đập thì nó khỏe nè. Mà cái ông Phật kia ông mới đập ông đau nhưng mà không hết khò khè mà không ông cụ kia ông còn yêu ông chọc cái cô Phật tử đó ông thích lắm. Yeah. Rồi bây giờ đỡ lắm, ông thể ông thấy hiện tại đây là còn sức khỏe ông không cho làm nữa. Để cho ông dê bà kia. Chỗ ghê. Nước gì còn gì đó là nằm đó cả tí hồ đã rồi cùng chú còn xin cái thứ gì đó không có gì cơ có mẫu cho ông ra dạ cụ giờ còn xương nó da không à. Dạ. Nếu bây giờ còn máu thì còn. Dạ. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái này em mà kiếm miếng mỡ đâu có đâu. Có. Miếng thịt không cũng có nữa. Nếu mà như vậy nó sống dài á. Dạ. Chứ mà bây giờ mà mập chưa chắc thì cuộc sống tới tuổi này đâu. Biết mình tự, thầy biết mình tự mình luyện tập này kia đó ấy thầy. Thứ mà ăn mà nằm chỗ hoài con phải tự. Con chuyện mỗi chuyện tôi vợ con gì. Nếu mà xin lỗi tuổi 87 nha cụ á, mà mấy người mập nó đụng tới đau đau tới đó à. Dạ. Cụ nhà cứ vậy cho nên cụ đụng không đến nỗi đau. Dạ. Ngoại trừ khi nào bệnh thôi. Dạ. Cái đầu té gió trở trời thôi. Dịch kìa này cho nó khỏe. Dạ. Mới rãng ra được. Ngày mà trời
ra đây ăn cái là cùn nhẹm liền. Mà học tôi mà đang cái này thử, thử. Dạ, 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 dạ. Từ cái 200 260 50 mấy 60 phao, 200 phao nó là 90 kg, mà 50 phao nữa là nó coi như là 60 phao nữa là nó 20, rồi chọn 120 mấy ký đó, còn nhiêu ký? 96. Sau 96 phao, 96 phao là chưa được 45 kg. Dạ. À, 200 mấy ký thì 45 kg là sẽ... Còn từ đó giờ qua mà đau thì làm gì cũng đau, còn khi khỏe nó rụt 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 cái xương khỏe không đó, khỏe nó khỏe, thấy là hết dứa rồi không? Nó về bển ngộ cái sáng rồi lấy xe hai bánh nó chạy cùng đi chơi. Lấy xe hai bánh ngồi cùng ngồi sau ôm chở đi uống cà phê. Nói chơi cái đồ lòng thì nói chuyện đó nghe. Nói cho nó thân thản rồi đó. Thì nói gì thôi chứ làm gì có chuyện đó. Ví dụ giờ là tôi tự một sáng mà lên chiếc xe mà đèo cụ người ta gọi là người bác rồi là đèo đó. Nói chứ làm gì có chuyện đó. Chỉ có Việt Nam thôi. Việt Nam mà tại vì thường thường mới không có phương tiện rồi. Ví dụ lớn tuổi chơi cụ cái có một người ngồi sau nữa. Ôm, mình ví dụ như chở đi bác sĩ hay là chở đi làm giấy tờ gì đó. Nếu Mỹ thì đâu làm cái chuyện đó xảy ra. Bây giờ đi ra thì không còn cái chân để thấy. Rồi đi đi ăn ăn khoai lang qua kìa. Ăn khoai lang, ăn bắp rồi đi bộ.